Nguyễn Mai xin chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, thì hôm qua Nguyễn Mai mới order thêm một mớ rau nè cả nhà. Hôm trước á, Nguyễn Mai chồng Nguyễn Mai đưa cái xà lách xăng tím với xăng xanh lên lên trên vàng á cả nhà. Nhưng mà nó chết hết rồi. Thì hôm nay Nguyễn Mai mới order thêm để bồi vô thêm nha cả nhà. Thì đây là Nguyễn Mai có cải ngọt nè cả nhà. Đây là cải ngọt. Nguyễn Mai bỏ vô, Nguyễn Mai ngâm luôn. Đây nè cả nhà. Đây là cải ngọt này cả nhà. À, Nguyệt Mai order một set cải ngọt à. Mỗi thứ một set thôi cả nhà. Nhiều hôm trước Nguyệt Mai order nhiều quá nó dư. Đây là một set cải ngọt. Còn đây là một set cải dúng này cả nhà. Đây là cải dúng. Nguyệt Mai bỏ vào trong nước, Nguyệt Mai ngâm để tối nay Nguyệt Mai đưa lên vàng nha cả nhà nha. Thì Nguyệt Mai thường hay đưa lên vàng vào buổi chiều tối á cả nhà. Chiều tối thì qua một đêm là nó mát, cái rễ nó sẽ nó thích nghi được với cái nước trong khoảng một thời gian là một đêm rồi thì nó sẽ mát, nó không bị héo. Còn nếu mà mình để buổi sáng là buổi trưa trời nắng to cả nhà là cái rễ nó bị nóng và nó khó phát triển được nha cả nhà nha. Để tối nay Nguyệt Mai đưa nó lên. Cho nó vừa ngập thôi cả nhà ơi. Cho ngập nhiều. Nguyệt Mai xong việc hết thì Nguyệt Mai mới đưa cái rau lên vàng nha cả nhà nha. Ở đây Nguyệt Mai có cái cải bó xôi nè cả nhà. Cải bó xôi thì Nguyệt Mai để. Nguyệt Mai để ở đây nha cả nhà. Cả nhà ơi, từ nãy giờ Nguyệt Mai đã đưa rau thủy canh lên vàng rồi. Nguyệt Mai sẽ làm một món ăn rất là ngon. Đó là Nguyệt Mai sẽ trộn cốm dẹp nha cả nhà. Nguyệt Mai mời cô chú anh chị và các bạn cùng theo dõi xem Nguyệt Mai làm món cốm dẹp trộn như thế nào nha. Cả nhà ơi, để làm món trộn cốm dẹp thì Nguyệt Mai có 600g cốm dẹp nè nha cả nhà. Đây là dừa nạo. Thì Nguyệt Mai mua khoảng 400g dừa nạo. Thì theo Nguyệt Mai biết á, là để ăn cốm dẹp mà ngon á, thì dừa nạo này là dừa rắm vỏ, có nghĩa là nó dừa mới già đó cả nhà, nó dừa mới già nó cứng cải á, thì mình sẽ sử dụng cái dừa đó sẽ ngon hơn là cái dừa. Cho nên là Nguyệt Mai sẽ chọn cái loại dừa rắm vỏ thôi để ăn cho nó ngon nha. Ở đây thì Nguyệt Mai có một trái nước của một trái dừa tươi, nhưng mà Nguyệt Mai sẽ liệu và sẽ trộn cho nó vừa như cả nhà, chứ Nguyệt Mai không có sử dụng hết cái nước dừa này đâu. Và Nguyệt Mai có một ít đường cát nữa nha. Mai sẽ sàng đi để cho nó bỏ đi những cái bụi tấm cũng như là những cái mảnh nào mà nó nhuyễn quá thì Nguyệt Mai sẽ bỏ như cả nhà nha. Đáng lẽ là có cái sàng để sàng nhưng mà ở đây Nguyệt Mai không có cái sàng thì Nguyệt Mai sẽ lấy cái này nè cả nhà. Nguyệt Mai sẽ lấy cái này nè cả nhà. Nguyệt Mai sẽ lấy cái này, Nguyệt Mai sàng nè cả nhà ơi. Từ hồi nãy giờ Nguyệt Mai đã sàng được nhiêu đây nè cả nhà. Những cái vụn nè, cái vụn với lại ba cái tàn chấu với lại ba cái vỏ chấu nó còn sót lại nè cả nhà. Nguyệt Mai đã sàng ra được bao nhiêu đây này nè. Đó, cả nhà thấy không? Cho nên mình phải qua một cái bước này để có được cái miếng cốm dẹp nó ngon nha cả nhà. Còn nếu không thì nó sót lại cái tấm của cái vụn chấu á, ăn nó sẽ nó nhả nhám 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 miệng á cả nhà. Còn đây là cái cốm dẹp này là Nguyệt Mai đã sàng hết trơn rồi nè. Bây giờ bắt đầu là Nguyệt Mai sẽ trộn nước dừa vào cho nó mềm nha. Thì mình không thể nào mà mình trộn một lần một và nó mềm, tại vì cốm dẹp này nó cũng rất là khó đón cả nhà.
nó nở ra bao nhiêu và nó nở ra bằng nào, cái độ mềm nó như thế nào thì mình không thể đoán được, mình rất là khó. Nguyệt Mai nghĩ là các anh chị làm lâu có kinh nghiệm thì sẽ biết, nhưng mà như Nguyệt Mai lâu lâu làm một lần á thì sẽ rất là khó đoán, cho nên Nguyệt Mai không thể nào đổ nước dừa ồ ạt một lần một mà nó mềm được. Mình phải chia thành nhiều lần nha cả nhà nha. Như vậy thì Nguyệt Mai sẽ rưới bằng nhiều lần, xong rồi Nguyệt Mai đậy lại khoảng 15-30 phút. Rồi sau đó Nguyệt Mai sẽ tiếp tục kiểm tra xem cái độ mềm của nó như thế nào. Rồi Nguyệt Mai sẽ rưới nước dừa từ 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 từ. Đến khi mà mình thấy là cái mềm đó mình ăn được thì mình ngưng nha cả nhà nha. Nguyệt Mai bóc từng vốc một dần dần như vậy, rưới vô cho nước dừa nó đều hết ở các hạt hay cái nào. Nguyệt Mai sẽ rưới lên tay như thế này và Nguyệt Mai sẽ rưới lại, chứ mình không nên lấy cái muỗng mình tát, nó sẽ không có đều như cả nhà ơi. Cả nhà ơi, khi Nguyệt Mai đã cho nước dừa vào trong cốm dẹp, Nguyệt Mai trộn đều rồi, thì Nguyệt Mai sẽ đậy nắp để đây khoảng 30 phút. Rồi sau đó Nguyệt Mai sẽ kiểm tra và xem lúc đó mình có cho thêm nước dừa như thế nào thì mình tiếp tục cho nha cả nhà. Giờ cũng 15 phút rồi, Nguyệt Mai muốn mở xe cho cả nhà xem coi sau 15 phút thì nó như thế nào nha cả nhà. Nó sẽ bón lại như thế này nè cả nhà. Nó sẽ bón lại có vẻ chặt hơn. Và nó cũng đã mềm ra được một chút xíu rồi nè cả nhà. Còn Nguyệt Mai sẽ bóp bóp cho nó tơi tơi ra nha, đánh cho nó tơi ra nha cả nhà. Bóp ra cho nó tơi. Những cái mà đó bón cục như gì là chính là cái chỗ mà nó thấm nhiều nước đó cả nhà, nó bón lại đó, mình cũng bóp ra luôn nha, mình ấy cho nó tơi ra cho nó đều, cho nó đừng có bón. Sau khi Nguyệt Mai rưới nước dừa lần thứ hai thì Nguyệt Mai cũng trộn đều và Nguyệt Mai sẽ đậy để đây đây khoảng 30 phút nữa nha cả nhà nha. Làm món này thì phải mất thời gian lắm cả nhà, đợi cho nó mềm ra. Cả nhà ơi, bây giờ Nguyệt Mai sẽ mở nắp ra kiểm tra một lần thứ ba nha cả nhà. Thì Nguyệt Mai thấy cái độ mềm này thì nó cũng khoảng cỡ 60-70% rồi, nó cũng chưa có được mềm hẳn đâu cả nhà. Như vậy thì Nguyệt Mai sẽ rưới nước vào một lần cuối cùng nữa nha là được. Nhưng mà từ đầu đến giờ là mình chỉ rưới nước nước dừa tươi không thôi chứ chưa có đường nha cả nhà. Như vậy thì ở lần rưới nước dừa cuối cùng này, Nguyệt Mai sẽ hòa đường vào trong cái nước dừa tươi để mình rưới vào trong đây, nó sẽ có đường có độ ngọt nha cả nhà nha. Như vậy thì ở đây nè cả nhà. Đây Nguyệt Mai còn một miếng nước dừa khoảng cỡ 150 ml thôi.
Và ở đây Nguyệt Mai có khoảng 150 gram đường. Nguyệt Mai sẽ cho vào rồi trong đây. Nguyệt Mai sẽ cho đường vào cho phần nước dừa còn lại. Hòa tan vào. Ở đây các anh chị mà muốn cho nhanh đó thì có thể là đem lên đun cho nó hòa tan cũng được, nhưng mà Nguyệt Mai không có thích hòa đun cho nên là Nguyệt Mai để như vậy cho nó hòa ra tự nhiên rồi nó thấm và nó tan cũng được, không sao cả. Có hai cách thì các anh chị muốn làm cách nào cũng được nha. Lần cuối này mình sẽ cho đường vào. Có cho nhiều hết đường đâu, mà Nguyệt Mai sẽ cho một ít đường thôi, tại vì cái phần nước dừa này mình Mai sẽ không có sử dụng hết, còn tùy vào cái độ ngọt của anh chị thích ăn ngọt hay vừa hay là ngọt nhiều đó, thì mình để đường vào thêm nha. Nguyệt Mai thấy cái độ mềm nó cũng vừa rồi nè, mà cái nước dừa nó cũng còn khá nhiều mà đường thì nó hơi ít, cho nên Nguyệt Mai cho cái phần đường cát hồi nãy còn lại ở cả nhà đó, Nguyệt Mai cho thẳng vào luôn nha, cho nó chút nó cũng hòa tan. Nó hòa tan là nó chảy ra là cái độ mềm đó là vừa luôn đó cả nhà. Bây giờ Nguyệt Mai thấy nó được khoảng 70% rồi, cái độ mềm của nó khoảng 70%, trộn lần này vô nữa, trộn lần này vô nữa là để thêm 15-30 phút nữa là nó mềm, rồi sau đó mình mới trộn dừa vào. Cả nhà ơi, Nguyệt Mai kiểm tra thì Nguyệt Mai thấy cốm dẹp đúng đã mềm rồi nha cả nhà. Bây giờ Nguyệt Mai sẽ chia làm hai phần, Nguyệt Mai ăn liền á thì Nguyệt Mai sẽ chia làm hai phần. Nguyệt Mai trộn dừa vô cái phần này nè, Nguyệt Mai ăn nè, còn cái phần này Nguyệt Mai chưa ăn á thì Nguyệt Mai để lại nha. Nguyệt Mai vẫn đậy nắp như vậy nha cả nhà, còn cái phần này Nguyệt Mai ăn thì Nguyệt Mai sẽ cho cái dừa nạo vào nha cả nhà nha, đó, trộn nó thì nó sẽ ngon hơn cả nhà. Trộn dừa vào nó mềm, nó xốp, nó có độ xốp á và nó mềm nó ngon, nó sẽ làm cho cái cốm dẹp mình mềm thêm nữa nha cả nhà nha. Nguyệt Mai thấy rất là mềm tay rồi, rất là ngon luôn cả nhà. Rồi Nguyệt Mai để cái dừa như gì là dừa này cả nhà. Còn cái này Nguyệt Mai sẽ để lại, khi nào ăn á, thì mình sẽ trộn vô thêm. Chứ Nguyệt Mai không có trộn nhiều. Giờ Nguyệt Mai sẽ ăn để nêu cảm nhận, chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn nha. Xem coi Nguyệt Mai trộn cốm dẹp có thành công không nha cả nhà. Nguyệt Mai mời cô chú anh chị và các bạn cùng dùng cốm dẹp với Nguyệt Mai nha. Lâu rồi Nguyệt Mai mới ăn món này đó cả nhà. Cốm dẹp cái độ mềm nó vừa rồi cả nhà, rất là vừa rồi, dẻo thơm cái mùi nếp non cả nhà, rồi có mùi ngọt của đường, ngọt rất là vừa không ngọt quá đâu cả nhà. Nguyệt Mai không thích ăn ngọt nhiều. Rồi cái dừa ấy cả nhà, dừa nạo này nè là cái dừa gắn vỏ, nó dừa mới già thôi chứ không có già lắm, cho nên nó ăn nó rất là ngon, nó béo, nó không bị sảm như cả nhà. Nói chung là rất là ngon cả nhà ơi. Lâu rồi Nguyệt Mai thích ăn.
Cả nhà ơi, video của Nguyệt Mai đến đây cũng khá dài rồi. Nguyệt Mai xin kết thúc video tại đây. Nguyệt Mai cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video của Nguyệt Mai. Hãy cho Nguyệt Mai xin một like, một đăng ký kênh và hãy chia sẻ cho mọi người cùng xem như cả nhà. Nguyệt Mai cảm ơn. Nguyệt Mai xin chào cả nhà. Xin chào.